Hello các bạn, chào các bạn. Hôm nay giới thiệu các bạn một cái bài toán về sơ đồ cộng rất thú vị. Cho cái sơ đồ như thế này. Đây là số những cái số nào đang chưa biết chúng ta cần điền vào. Đấy. Mày cho số này 100. Mày bắt nguồn từ cái số này thì chúng ta sẽ luôn ra các số còn lại. Thì số này cộng với số 23 bằng 100. Vậy cái số đang tìm này chính là bằng 100 trừ đi 23. Đấy. Đây là 7. Đây là 10 bớt đi 1 là 9 trừ 2 là 97. 9 trừ đi 2 là 7. Vậy số cần tìm là 77. Đây 77. Ok. Đấy. Đây số 7 rồi, mà cái số này trừ 16 bằng 77, cho cái số này chính là bằng 16 cộng 77. Cộng lại 6 cộng 7 là 13 nhớ 1. Nhớ 1, 1 cộng 7 là 8, nhớ 1 là 9, 93. Đấy, số này là 93. Đấy. Các bạn nhé, đấy. Tiếp tục số này. Thì ta lấy 100 cộng với 9 là 109. Ok. Còn số này là trừ đi 64. 109 trừ 64. Đấy. Đây là 9 trừ 4 là 5, 10. Trừ 6 là 4. Vậy đây là 45. Đấy. Con số này cộng 51. Tức là lấy 51 cộng với 45. Cộng lại thì đây là bằng 96. Vậy số cuối cùng là 9. 96. Đấy, làm như vậy các bạn nhé. Tức là cái phương pháp làm này là từ một cái số đặc biệt. Bắt đầu từ cái số này để tìm những cái số mà lân cận của nó. Tiếp tục ta xét cái bài số 2. Đấy. Thì lúc này chúng ta bắt đầu từ số 177 đại biệt. 177 trừ 34. Cái số này. Đây. Bây giờ ta luận này. 177 trừ 34. Đấy. Để có số này là 177 trừ đi 34. Đấy. Thì ở đây này. 7 trừ 4 là 3. Này. Ok. 7 trừ đi 3 là 4. Này. Vậy 143. Đấy. Rồi ok. Lấy số này tiếp tục trừ cho 12. 143 trừ 12. Đấy trừ 1 này. 4 trừ 1 là 3 này. 3 trừ 1 là 1 này. Vậy 131. Đấy. 131. Lấy cái số này cộng với 3 đặt số này. 131 cộng 13 cộng này. 1 này, 4 này, 4 này. Và cái số này là 144. Đấy, bạn nhá. Bây giờ luận này ngược lại này. Đây số 177, số này cộng với 177 bằng 21. Vậy cái số này sẽ bằng 177 trừ đi 21 này. 1 này. 7 trừ 2 là 5 này. 7 trừ 1 là 6 này. Vậy cái số này 156. Đấy. Số này trừ đi 6 bằng 156 thì số này 150. Ok. Số này cộng với số này 150, vậy cái số này thì ta bằng 150 trừ đi 88. Đấy. Đây. 15 trừ 8 được 7 này. Rồi. 0 trừ 8 11 chục là 2. Vậy 7 bớt đi 1 nữa là 62 nhá. 62. Số này cộng với số này bằng cộng 10 bằng 62 cho số này sẽ là 52. Số này cộng với số này bằng cộng với 21 bằng 52, vậy số này sẽ là 51. 51 trừ đi 21. 5 trừ 2 là 3. 50 30. Vậy số này là 3. 30. Các bạn nhá, cái sơ đồ rất thú vị như vậy. Hy vọng là qua cái sơ đồ này các bạn sẽ hiểu về cái toán sơ đồ. Chào các bạn.